Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến dự ngày hội vui Tết cùng công nhân tại khu chế xuất Linh Trung 1 dành cho các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phần vì phải nuôi hai con nhỏ, phần vì kinh tế khó khăn, đã 7 năm nay gia đình anh Nam không được về quê ăn Tết. Nhờ có chương trình vui Tết cùng công nhân được công đoàn tổ chức mỗi năm đã động viên tinh thần giúp anh Nam vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Hôm nay rất là vui được đồng hành cùng với này các anh chị cũng như đồng nghiệp lao động đã được một buổi Tết no đủ. Ngày hội đã tặng quà cho hơn 200 hộ gia đình với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có các hoạt động giải trí, tạo không khí vui tươi cho anh chị em công nhân trong dịp Tết đến xuân về. Được tham dự này chương trình này là cảm thấy ấm cùng giống như một gia đình, được các công đoàn, các khối tiếp thức hỗ trợ thì vẻ vừa tham gia để đón không khí vui thì gia đình cảm thấy rất hạnh phúc, mà thấy chương trình rất là ý nghĩa. Được ăn chung gia đình, rồi có những phần quà Tết ấm áp nữa, rồi nhận được bao lì xì, rất là vui. Thưa quý vị, trong những ngày giáp Tết thì những hoạt động như thế này càng tăng thêm phần ý nghĩa cho cái Tết của những người lao động, thêm phần ấm áp và đầy đủ hơn. Qua đó cũng động viên khích lệ tinh thần của công nhân để họ an tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự tăng trưởng của đơn vị doanh nghiệp và sự phát triển chung của thành phố.